Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trịch và mình hiện tại đang học tại trường ICTU. Phần tiếp theo mình xin giới thiệu về cái thế lưỡng nan của nhà sáng lập doanh nghiệp ạ. Mình sẽ giới thiệu cái phần 2 của nó, những khái niệm và luận điểm cốt lõi. Thì việc thành lập công ty giống như là một cuộc hành trình cũng nhiều giai đoạn và đôi khi nó khá rời rạc và thậm chí là hỗn độn đến mức phức tạp. Có lẽ không sự nghiệp kinh doanh nào hỗn loạn bằng việc gây dựng một doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhận thức được điều đó, thế lưỡng nan của các nhà sáng lập ấy, luôn cố gắng làm rõ các mô hình hệ thống một cách mạch lạc và nhất quán, giúp cho các nhà sáng lập căn cơ trong những quyết định then chốt nhất, từ việc có nên thành lập công ty cho đến quyết định cân nhắc thoái vốn. Trước khi bắt đầu, tôi muốn làm rõ một vài khái niệm và luận điểm cốt lõi như sau. Trong cuốn sách này thì tôi muốn tập trung thảo luận về quá trình thành lập công ty có tiềm năng lớn, thường là những công ty thuộc lĩnh vực công nghệ hoặc là khoa học đời sống. Thậm chí người sáng lập của công ty này sau đó phải đưa ra các quyết định để kiềm chế tốc độ phát triển của nó. Khi cần thiết, tôi kết nối mọi phát hiện thú vị từ nghiên cứu về các công ty mới khởi nghiệp có tiềm năng lớn và bức tranh tổng thể về quá trình thành lập các doanh nghiệp nói chung, cẩn trọng ghi chú lại những sự khác biệt giữa việc thành lập các công ty tiềm năng lớn và các công ty có quy mô nhỏ hoạt động chủ yếu theo ý muốn chủ quan của người chủ sở hữu. Thì như tôi đã đề cập, các nhà sáng lập là các cá nhân gây dựng các tổ chức mới để theo đuổi các cơ hội kinh doanh. Cho dù họ đang sở hữu nguồn lực nào đi chăng nữa, họ đưa ra các quyết định ban đầu hình thành nên công ty mới và sự phát triển của nó một tầm ảnh hưởng được nhen nhóm, thậm chí trước cả khi công ty mới đi vào hoạt động và lan tỏa trong giai đoạn phát triển của công ty. Thì những quan điểm của tôi mang đến một thông điệp chính là những quyết định thành lập công ty cần được đưa ra có chủ ý thay vì theo mặc định. Mỗi quyết định đòi hỏi nhà sáng lập phải đánh giá nhiều sự lựa chọn khác nhau và chắc chắn về số lượng cũng như quyết định quan trọng, cũng như số lựa chọn cho mỗi số quyết định nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ trước đó. Quyết định đúng đắn thường không hiển hiện ngay trước mắt, thậm chí là còn phải trực giác nữa. Ngoài ra, nó còn có thể đi kèm với sự phiền toái, tâm lý đau đớn nặng nề, buộc cái nhà sáng lập phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt. Điều đó có nghĩa là những quyết định phổ biến, dễ chấp nhận như đồng sáng lập với bạn bè, phân chia quyền sở hữu công bằng với các cổ đông thường ẩn chứa đầy rẫy những rủi ro. Đó là lý do tôi thường ám chỉ những quyết định được thảo luận trong cuốn sách này gọi là cạm bẫy. Các phần chính của cuốn sách thường tập trung vào việc khám phá các cạm bẫy mà nhiều nhà sáng lập phải đối mặt với việc dần phải giới thiệu những người chơi mà sự tham gia của họ vào công ty mới thành lập thường kéo theo những quyết định khó khăn, ảnh hưởng đến hướng đi và thành quả của công ty. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu với cái nhà sáng lập chính, tiếp đến bổ sung các nhà đồng sáng lập và kết thúc bằng các nhân viên của các nhà đầu tư. Trong mỗi phần, chúng tôi thường kiểm chứng tầm ảnh hưởng của những người chơi này đối với lợi nhuận của công ty. Quan trọng nhất là sự ổn định của các đội ngũ sáng lập, giá trị của công ty và khả năng các nhà sáng lập giữ nguyên được cái quyền kiểm soát hội đồng quản trị và vị trí CEO. Ở đây tôi đề cập đến các cạm bẫy cơ bản khi thành lập công ty và vấn đề mà nhà thành lập tiềm năng nên biết, bao gồm: một là trước khi thành lập, cạm bẫy khởi nghiệp, tôi nên thành lập công ty ở giai đoạn nào trong sự nghiệp? Nếu tôi có ý tưởng hấp dẫn nhưng chưa tích lũy được kinh nghiệm cần thiết, ý tưởng của tôi chưa phù hợp với thị trường hay hoàn cảnh không cho phép, liệu tôi có bắp chất để thực hiện bước nhảy này hay không? Thứ hai là cạm bẫy của đội ngũ sáng lập, là quyết định thành lập công ty mới mang lại nhiều cạm bẫy cho dù đội ngũ sáng lập của công ty là ai. Ý nhỏ của nó là thành lập công ty độc lập hay lập đội ngũ đồng sáng tạo, đồng sáng lập, tôi nên tự thành lập công ty hay thu hút các nhà đồng sáng lập. Yếu tố thứ hai là mối quan hệ, các nhà đồng sáng lập nên là ai, bạn bè, gia đình, người quen, người lạ hay các nhà đồng nghiệp cũ. Yếu tố thứ ba là vai trò, mỗi người trong số của chúng tôi nên đảm nhận vị trí nào trong công ty mới, quyết định nào của chúng tôi có thể tự ý đưa ra cái quyết định nào cần cho sự đồng thuận của cả đội
Chúng tôi nên đưa ra các quyết định này bằng cách nào? Yếu tố thứ tư là lợi nhuận. Chúng tôi nên phân chia quyền sở hữu và lợi nhuận kinh tế khác nhau giữa các thành viên sáng lập như thế nào? Yếu tố thứ ba là cạm bẫy ngoài đội ngũ sáng lập, là căn cứ vào khả năng tăng trưởng của công ty lẫn năng lực có hạn của đội ngũ sáng lập. Yêu cầu tất yếu đối với nhà sáng lập là phải cân nhắc việc bổ sung nhân sự, các nguồn lực không đóng vai trò sáng lập vào doanh nghiệp. Việc này cũng làm nảy sinh thêm các cạm bẫy. Yếu tố đầu tiên là tuyển dụng. Chúng ta nên thuê những người như thế nào ở mỗi giai đoạn phát triển của công ty. Các nhân viên ban đầu sẽ phải đối mặt với những thách thức nào của công ty phát triển. Nếu tôi có thể sử dụng chính sách đãi ngộ cho các nhân viên ban đầu khác với các nhân viên ở giai đoạn sau không? Yếu tố thứ hai là nhà đầu tư. Chúng tôi nên đặt mục tiêu thu hút nhà đầu tư như thế nào ở giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển. Các nhà đầu tư này mang đến những thách thức nào? Yếu tố thứ ba là thay thế nhà sáng lập bằng một CEO chuyên nghiệp. Tại sao lại làm như thế? Thế nào thay thế các nhà sáng lập bằng những giám đốc điều hành chuyên nghiệp? Làm thế nào để các nhà sáng lập có thể kiểm soát được quá trình kinh doanh trong quá trình chuyển đổi diễn ra? Chuyện gì sẽ xảy ra đối với nhà sáng lập và công ty sau khi họ thay thế bởi một CEO chuyên nghiệp? Như vậy, trình tự của việc mà các cạm bẫy khi mà thành lập công ty có thể nói là được tóm gọn ở 5 bước sau đây. Một, tôi có nên thành lập công ty hay không? Nếu có thì tôi nên là nhà sáng lập độc lập hay không? Nếu không thì các cạm bẫy của đội ngũ sáng lập bao gồm là mối quan hệ, vai trò, lợi ích, vân vân. Còn nếu có thì nó sẽ là các cạm bẫy của đội ngũ sáng lập, ví dụ nhân viên, nhà đầu tư, thay thế CEO. Còn nếu không, nó chính là không phải là nhà sáng lập rồi, đúng không? Những cạm bẫy này không phải lúc nào cũng diễn ra theo một trình tự rõ ràng, chuẩn mực như trong tôi đề cập, bởi quy trình thành lập công ty thường lộn xộn và không theo cái trình tự nào cả. Các nhà sáng lập cần phải tùy cơ ứng biến, tùy theo hoàn cảnh và bám sát một kịch bản có sẵn ở đó trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Ví dụ, các nhà sáng lập chính thường đưa ra cái ý tưởng, sau đó đối mặt với những câu hỏi về việc liệu có nên thành lập công ty độc lập hay mời thêm các nhà đồng sáng lập nào khác. Đây là các ý tưởng trước con người, như trường hợp của team web Tengen là một số cá nhân khác được minh họa trong cuốn sách này. Nhưng cũng có thể xảy ra với tình huống một nhóm quyết định bắt tay vào việc xây dựng doanh nghiệp, sau đó tìm kiếm ý tưởng. Đó là tiếp cận con người trước khi tiếp cận ý tưởng. Hay Janet và Cathy đã gặp nhau ở Đại học Kinh doanh Stanford, đã hình thành mối quan hệ công việc thân thiết thông qua vai trò lãnh đạo, hợp tác cùng nhau quyết định bắt tay vào việc tìm kiếm ý tưởng để thành lập công ty. Công ty mới thành lập mang tên là Gridley, một công ty chăm sóc khách hàng tổ chức. Dựa trên những khác biệt đó, tôi đã bắt tay vào việc viết nên một cuốn sách để những ai muốn biết về các cạm bẫy trong quá trình thành lập công ty để có thể đọc được lần lượt các chương cuốn sách và chọn lọc những chương mà họ cảm thấy hấp dẫn nhất. Quan trọng nhất là cạm bẫy này có điểm chung là chúng đều là những thời điểm ra quyết định rất cần thiết nhưng lại vô cùng khó khăn. Hơn thế, mỗi quyết định lại có rất nhiều các lựa chọn khó nhận biết, đồng thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà sáng lập, công ty mới thành lập. Mỗi quyết định đó đều được cân nhắc cẩn thận và đưa ra vào thời điểm thích hợp. Có lúc đó là lúc quyết định của riêng nhà sáng lập, nhưng cũng có lúc chúng đòi hỏi quan điểm thống nhất của cả đội. Cuối cùng, các cạm bẫy được kiểm chứng trong cuốn sách này đều tập trung ba vấn đề chính. Một là kết quả ngắn hạn so với kết quả dài hạn. Một quyết định ngắn hạn dễ dàng có thể mang lại những vấn đề lâu dài. Một quyết định ngắn hạn khó khăn có thể mang lại kết quả tốt đẹp hơn so với về lâu dài. Việc né tránh xung đột thường khiến cho các nhà sáng lập đưa ra quyết định ngắn hạn dễ dàng. Họ không thể chống lại sự cám dỗ, né tránh hoặc là trì hoãn việc giải quyết. Những cạm bẫy này thì đặc biệt là nếu việc phải đưa ra những quyết định đòi hỏi buổi trao đổi phải gay gắt và hậu quả tiềm tàng. Giả sử bạn phải thành lập một công ty và để cho em trai mình đảm nhận vị trí giám đốc tài chính, tức là CFO đấy, như một trong các nhà đồng sáng lập, mà chúng ta phải tìm hiểu trong phần sau những điều rắc rối và khủng khiếp hơn nó là phải đối mặt với tình huống khi nó xảy ra, chứ không phải là việc đề cập trước đó. Việc thành lập công ty gần giống như một cuộc hôn nhân với lời tuyên bố là sống với nhau trọn đời. Việc
lên kế hoạch cho đổ vỡ có vẻ không hợp lý, thậm chí còn phản tác dụng. Nhưng trong kinh doanh, lường trước thất bại sẽ giúp hậu quả giảm bớt thảm khốc. Tồi tệ hơn, các nhà sáng lập thường thấy việc tháo gỡ sai lầm sau đó, sau khi nó diễn ra còn khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với việc đưa ra quyết định đúng đắn ngay từ ban đầu. Và việc mà tôi đề cập đến những kiểm chứng, những sai lầm tốn kém nên tránh và có thể sẽ khám phá ra những cách sớm tháo gỡ những sai lầm này. Các thành viên trong cộng đồng doanh nhân thường nói với nhau rằng quy trình thành lập công ty là một trong những cuộc chạy tiếp sức được tạo ra từ hàng loạt các cuộc chạy đua cự ly 100 m. Cứ 100 m thì vận động viên kim nhà sáng lập đối mặt với một quyết định quan trọng đi kèm với hậu quả về lâu dài, từ khi họ sở hữu được tầm nhìn bao quát rõ ràng về hành trình tiếp sức. Nếu không, những quyết định được thực hiện trong bất kỳ chặng đua cụ thể nào cũng có thể quăng bạn ra khỏi cuộc đua và kéo bạn đi chệch hướng. Vậy thì yếu tố thiên hướng tự nhiên, rủi ro tiềm tàng đi kèm với niềm đam mê, sự lạc quan và bản năng. Các nhà sáng lập từng tự hào hào bản thân mình là nhà ưa hoạt động và lạc quan. Thực sự đó là một đặc điểm tiêu biểu cần thiết. Niềm đam mê của một nhà sáng lập cũng là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Nhưng đó nó chỉ là yếu tố gây chết người ở hầu hết các giai đoạn. Tương tự, những thiên hướng tà tự nhiên của nhà sáng lập liên quan đến sự lạc quan thái quá trong thực tế, bản năng thay vì kế hoạch, hệ thống, sự gắn bó mạnh mẽ của ý tưởng, công ty và nhân viên thay vì phân tích sáng suốt, chính là nơi ẩn giấu những cạm bẫy khôn lường. Sự lạc quan và sự tự tin thái quá về tiềm năng của công ty mới chính là tiềm năng công ty mới thành lập, có thể là khiến cho doanh nhân lôi kéo những người thân bạn bè trở thành nhân viên, nhà đầu tư của họ, đẩy cả công ty và các mối quan hệ của mình vào tình thế rủi ro lớn. Sự lạc quan khiến cho các nhà sáng lập vẽ ra những phán đoán màu hồng về cơ hội thành công của chính họ so với các đối thủ, đánh giá cao khả năng kiến thức của bản thân, đánh giá quá thấp về nhu cầu về nguồn lực ban đầu, đồng thời thất bại trong quá trình hoạch định nhằm đề phòng các rủi ro và dự báo trước. Cuối cùng, các doanh nhân này thường thất bại trong việc thu hút nguồn lực thực sự cần thiết và gia tăng thêm thất bại. Sự kiêu ngạo, sự tự tin, đam mê thái quá có thể ngăn cản các nhà sáng lập khám phá ra những cách tiếp cận thay thế và đưa ra những đánh giá cần thiết. Nhiều doanh nhân làm việc trong cái môi trường ồn ào, thiếu chắc chắn và rủi ro cao, nơi phản hồi thường nhập nhằng và dựa trên những bằng chứng mơ hồ. Những môi trường như thế thì dường như là một trường lực khá rõ ràng, khiến cho mọi người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những sai lầm liên quan đến nhận thức, bao gồm sự tự tin thái quá và làm việc theo bản năng. Như chúng ta sẽ thấy trong mỗi chương, các nhà đồng sáng lập cần phải thấu hiểu bản năng và thiên hướng tư duy tự nhiên của bản thân để nắm rõ quyền lựa chọn và tiên đoán của các kết quả tiềm năng trong suốt cuộc hành trình. Họ cần kỳ vọng đạt những kết quả tốt nhất và chuẩn bị những tình huống tồi tệ nhất, bên cạnh việc đưa ra những quyết định chiến lược thay vì những tình thế phản ứng những tình thế. Các nhà sáng lập có thể liên tục thấy rằng việc đơn giản làm theo bản năng có thể khiến họ không thể suy nghĩ đủ chín cho các quyết định cũng như kết quả của bước hành động cụ thể. Yếu tố tiếp theo là những bất đồng có thể làm và nên làm. Bởi muốn né tránh xung đột, giữ vững một quy trình hoạt động của công ty, đề cao những thành tựu cố hữu và phớt lờ những hậu quả về lâu dài do những quyết định của chính họ mang lại, các nhà sáng lập thường hành động đi ngược lại với những gì họ nên làm. Trong mỗi chương của cuốn sách này thì chúng ta sẽ khám phá hàng loạt những lựa chọn có sẵn của nhà sáng lập có thể làm gì, mức độ thường xuyên của nhà sáng lập lựa chọn trong mỗi phương án nhà sáng lập nên làm gì bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi kiểm chứng xem những quyết định đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả quan trọng của việc tỷ lệ tăng trưởng của mỗi công ty, sự ổn định của đội ngũ sáng lập và quyền kiểm soát lâu dài của nhà sáng lập. Điều này sẽ mang lại tầm nhìn về những gì nhà sáng lập nên làm. Mỗi chương sẽ kết thúc bằng những gợi ý theo quy tắc các nhà sáng lập để đưa ra các quyết định tốt hơn bằng cách nào khác. Các nhà sáng lập lần đầu có thể không biết về các cạm bẫy mà chúng tôi đưa ra, hoặc có thể không hiểu hết lựa chọn có sẵn dành cho họ và không đánh giá cao mức độ ảnh hưởng về lâu dài. Nhưng hậu quả tích lũy thường xuyên, kết quả của những quyết định họ đưa ra
họ thậm chí còn không nhận thức được rằng mình đang đưa ra một quyết định quan trọng. Nhưng chính các nhà sáng lập giàu kinh nghiệm có thể vấp ngã, đặc biệt là trải qua những trải nghiệm mà họ có thể là những lĩnh vực đa dạng như thiếu trải nghiệm của cả bởi hướng nghiệp. Cuối cùng là lợi nhuận so với quyền kiểm soát một cách nhìn cận cảnh hơn. Chúng tôi vừa mới đưa ra những quan điểm về phản biện quan trọng liên quan đến các cạm bẫy của nhà đồng sáng lập. Giờ đây, hãy nghiên cứu sâu vào các cạm bẫy phổ biến và kéo ngoeo nhất trong số đó. Các nhà sáng lập có thể không chỉ hiểu nhầm các quy tắc hay các bước tiến của cuộc chơi, mà nó còn không nắm rõ mục tiêu tham gia cuộc chơi. Rất nhiều người ngưỡng mộ các nhà sáng lập đã xây dựng và tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp của họ, cũng như nhà sáng lập từ khi khởi nghiệp trở thành CEO giàu có và quyền lực. Họ nhớ đến Bill Gates, một cậu thanh niên ham mê công nghệ trở thành vị CEO đáng gờm nhất trong một tập đoàn lớn, lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Nếu không muốn là người giàu, nếu không muốn nói người giàu nhất thế giới. Thế nhưng đó là nhà đồng sáng lập hiếm hoi sở hữu ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, điều hành, làm giàu nhờ nó. Thực tế, một bí mật có phần đen tối về kinh doanh đó là những quyết định trong suốt quá trình kinh doanh, thậm chí là những quyết định hoàn toàn đúng đắn, có khả năng bị loại ngay từ ý tưởng, bởi nó buộc các nhà điều hành phải lựa chọn giữa xây dựng các giá trị doanh nghiệp hay duy trì quyền kiểm soát của chính họ trong công ty. Evan William đã đối mặt với những lựa chọn này trong một giai đoạn quá trình xây dựng blog và Odell. Những quyết định khác nhau mà anh đưa ra trong mỗi tình huống mang tính chất kết quả và hoàn toàn khác nhau, bởi anh đã đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn. Mặc dù mong muốn đạt được lợi nhuận và quyền kiểm soát có vẻ bổ sung cho nhau, nhưng thực tế chúng luôn tồn tại những mâu thuẫn. Mâu thuẫn thường là kết quả của thách thức trọng tâm của các doanh nhân phải đối mặt, thách thức về sự phụ thuộc vào nhiều nguồn lực. Các nhà sáng lập cần thu hút những nguồn lực từ bên ngoài, nhân lực, thông tin và tiền bạc để đeo đuổi các cơ hội, xây dựng các giá trị tốt đẹp. Nhưng việc thu hút thêm nhiều nguồn lực sẽ làm giảm quyền kiểm soát của nhà sáng lập. Các nhà đầu tư và các nhân viên chủ chốt cũng muốn có cổ phần, nhân viên có kinh nghiệm, có kỹ năng, có quyền sở hữu dựa trên những đóng góp của họ. Các nhà đầu tư muốn bảo vệ các khoản đầu tư của họ, điển hình bằng việc có mặt trong hội đồng quản trị của công ty mới thành lập, đảm nhiệm một điều khoản thỏa thuận khác. Với hàng loạt sự lựa chọn như vậy, làm thế nào để các doanh nhân có thể đưa ra quyết định tốt nhất? Chìa khóa của vấn đề chính là xác định điều đó thực sự muốn theo đuổi, dù bất cứ quyết định nào được chăng nữa. Tương tự như vậy, khi các nhà sáng lập phải chọn đi chọn lại giữa việc thu lại lợi nhuận do công sức mà họ phải bỏ ra với quyền kiểm soát đứa con của họ, cách tốt nhất là nắm rõ động lực của chính mình. Tại sao họ lại tham gia vào cuộc chơi này ngay từ ban đầu? Các động lực của mỗi cá nhân lúc nào cũng phức tạp và hiếm khi rõ ràng của bất cứ ai, bao gồm bản thân họ. Ngoài ra, việc nghiên cứu chỉ ra hai động lực phổ biến nhất của nhà sáng lập đó là A, tạo ra lợi nhuận, và B, thúc đẩy quyền kiểm soát tăng trưởng công ty. Tôi gọi đó là nhà sáng lập lựa chọn lợi nhuận thay vì quyền kiểm soát. Nhóm tiền bạc lợi nhuận lớn, quyền kiểm soát lớn ít hơn. Các nhà sáng lập đưa ra các quyết định tăng cường quyền kiểm soát công ty thay vì chú trọng vào lợi nhuận, hoặc là nhóm quyền lực, nhóm kiểm soát lớn hơn, lợi nhuận nhỏ hơn. Theo nghiên cứu của Coleman Foundation, tức là vào 459 nhà sáng lập của công ty công nghệ Mỹ, 75% số người tham gia nó làm việc tạo ra lợi nhuận là một động lực quan trọng đối với việc trở thành doanh nhân. 64% người trong đó đã cho rằng quyền kiểm soát là động lực quan trọng để họ sở hữu chính doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, theo nghiên cứu của Banan về động lực kinh doanh, đã hỏi 1.214 người tham gia động lực của họ khi thành lập công ty. 6 động lực hàng đầu là động lực về quyền kiểm soát, quyền tự do kiểm soát công việc, thỏa mãn tầm nhìn cá nhân. Các động lực tạo ra cơ lợi nhuận cũng tích lũy đảm bảo tài chính, tạo ra vững chắc cho lợi thế kinh tế. Một số liệu của Karen Lader bao gồm là 2.000 nhà sáng lập và 2.700 các nhà điều hành trên thế giới đã cho thấy nam doanh nhân đạt độ tuổi là 20 đến 30 thì có 4 động lực hàng đầu đều được ở dạng kiểm soát hoặc là lợi nhuận. Các động lực khác về thách thức hành động vĩ tha và uy tín quan trọng, cũng như hầu hết các doanh nhân thì động lực
về lợi nhuận và quyền kiểm soát thực sự lớn, và cũng là hai động lực liên tục xung đột với nhau. Một nhà sáng lập biết rõ động lực ưu tiên của bản thân thiên về lợi nhuận hay quyền kiểm soát sẽ dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp nhằm gia tăng cơ hội đạt được những kết quả mà họ mơ ước, tiền bạc hay quyền lực. Hình 1.2 này sẽ miêu tả cụ thể. Ví dụ các nhà đồng sáng lập, khu vực ra quyết định cá nhân và nhóm đồng sáng lập, các quyết định duy trì quyền kiểm soát, là duy trì vai trò của nhà sáng lập độc lập, tức là thu hút các nhà đồng sáng lập không quan trọng. Các quyết định thiên về tối đa hóa lợi nhuận, xây dựng nhóm đồng sáng lập, thu hút các nhà đồng sáng lập tốt nhất. Còn mối quan hệ đối với các quyết định thiên về hướng duy trì quyền kiểm soát thì đầu tiên là tìm ngay các nhà đồng sáng lập dễ chịu. Còn đối với quyết định thiên về tối đa lợi nhuận là tác động đến các mối quan hệ bền chặt và lỏng lẻo để tìm ra nhà đồng sáng lập tốt nhất. Về vai trò đối với các quyết định thiên về hướng duy trì quyền kiểm soát thì là sẽ kiểm soát hầu hết việc ra quyết định xây dựng các thứ hơn. Đối với các quyết định thiên về tối đa hóa lợi nhuận thì sẽ trao quyền ra quyết định cho các đồng sáng lập có chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể. Hình này sẽ tổng hợp các bảy cốt lõi liên quan đến việc kiểm soát và lợi nhuận mà chúng tôi kiểm chứng trong suốt phần 2 và phần 3, như chung cuối cùng của mà tôi được nói đến trong chương 11. Chúng tôi đã khám phá ra lợi thế và những rủi ro tiềm tàng của việc ra những quyết định không phù hợp, cố gắng sở hữu cả quyền kiểm soát lẫn lợi nhuận một cách tối đa. Tuy nhiên, các động lực không nhất thiết phải cố định. Bản thân các nhà đồng sáng lập đôi khi phải thay đổi sự ưu tiên và động lực. Bởi vậy, chúng tôi phải phân tích các yếu tố tạo ra sự thay đổi đó và chúng phải ảnh hưởng đến các yếu tố quyết định của một nhà đồng sáng lập. Ở đây, các nhà đầu tư thì đối với quyết định khu vực ra quyết định là tự đầu tư gọi vốn hoặc là vốn đầu tư bên ngoài. Đối với các quyết định thiên về hướng duy trì kiểm soát thì sẽ được tự đầu tư. Đối với các quyết định thiên về hướng tối đa hóa lợi nhuận thì sẽ thu hút vốn đầu tư bên ngoài. Đối với các nguồn vốn thì đối với các quyết định thiên về hướng kiểm soát thì sẽ khuyến mại các điều khoản thương hiệu với các nhà đầu tư, ví dụ như từ chối bất cứ quyền ưu tiên nào. Đối với các quyết định thiên về hướng tối đa hóa lợi nhuận thì sẽ đưa ra các điều khoản cần thiết để thu hút về các nhà đầu tư tốt nhất, ví dụ như các quyền ưu tiên các quyền ưu tiên đa số. Các vấn đề ở phần tiếp theo mình sẽ nói về các vấn đề nan giải. Các vấn đề đang nan giải này các bạn nhớ phải chú ý lắng nghe để hiểu rõ.